Câu chuyện ngôi nhà tránh rét. Trong một khu rừng nọ, có trâu, cừu, lợn, mèo và gà cùng chung sống. Mùa hè thời tiết thật là đẹp. Trâu và cừu ăn cỏ, mèo bắt chuột, gà tìm các hạt cây, còn lợn thì kiếm các quả cây ruộng. Mùa hè trôi qua thấm thoát đến cuối thu, trời bắt đầu lạnh. Trâu nói với cừu: "Bạn cừu ơi, chúng ta cùng xây ngôi nhà để tránh rét đi. Tôi sẽ mang những cây gỗ về đẽo thành cột, còn bạn sẽ tách cây gỗ ra thành những tấm ván." "Được, tôi đồng ý." Trâu và cừu nói với lợn: "Bạn lợn ơi, hãy cùng chúng tôi xây nhà để tránh rét đi." "Chúng tôi sẽ đem những cây gỗ làm cột và ván. Bạn sẽ nhào đất sét và đắp lò để làm những viên gạch." "Được được, tôi đồng ý." Trâu, cừu và lợn nói với gà và mèo: "Bạn gà và bạn mèo thân mến, hãy cùng chúng tôi xây ngôi nhà tránh rét đi." "Chúng tôi sẽ mang những cây gỗ làm thành cột và ván, nhào đất sét và đắp lò để làm gạch." "Còn các bạn sẽ lấy rêu trét tường." "Được, chúng tôi đồng ý." Các bạn đi vào rừng, chọn một chỗ khô ráo, mang những cây gỗ đến làm thành cột và những tấm ván, đóng gạch, bắt đầu dựng nhà. Khi ngôi nhà gỗ đã dựng xong, các bạn chuẩn bị thức ăn dự trữ và củi khô để sưởi ấm trong mùa đông. Mùa đông giá rét đã đến, gió lạnh thổi ào ào ngoài rừng, nhưng các bạn ở trong nhà vẫn cảm thấy ấm áp. Trâu và cừu ngủ trên nền nhà, lợn chui dưới hầm, mèo thì trèo lên bếp, con gà thì đậu trên xà nhà. Một buổi tối, có bầy chó sói đi ngang qua ngôi nhà. Chúng định đuổi chủ nhà đi để vào nhà tránh rét. Còn chó sói đầu đàn hung hăng nói: "Hãy đợi ta ở đây, ta sẽ vào trước xem sao." Rồi con chó sói mở cửa vào và đi thẳng đến chỗ cừu. Trông thấy chó sói, cừu liền kêu to lên: Gà nhìn thấy chó sói liền bay ra khỏi xà nhà và vỗ cánh. Mèo cũng nhảy ra khỏi bếp và gào to lên: Trâu xông tới hút sừng vào sườn chó sói và kêu. Còn lợn nghe thấy tiếng ồn chui ra khỏi hầm và cũng kêu. Con chó sói sợ quá lao ra khỏi nhà và gọi cả bầy chạy biến vào rừng. Còn trâu, cừu, mèo, gà và lợn cùng nói cười vui vẻ vì đã cùng đoàn kết đuổi được bầy chó sói hung ác. Các bạn trong câu chuyện này đã biết thương yêu, hòa thuận và cùng hợp tác giúp đỡ nhau sống chung trong một ngôi nhà. Thế mới biết đoàn kết là sức mạnh.